Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 3 tháng 6 năm 2023, giá đi ngang. Tại khu vực miền Tây, chuồng bò mua xô từ 50.000 đến 55.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp 45 đến 50.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 39 đến 43.000. Sầu riêng thái hàng đẹp dao động từ 80 đến 84.000 đồng. Sầu riêng thái mua xô từ 70.000 đến 75.000 đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 40.000 đến 45.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 35.000 đến 39.000 đồng. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 75.000 đến 80.000 đồng. Sầu riêng thái mua xô từ 69.000 đến 73.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 40.000 đến 45.000. Ri sáo mua xô từ 35.000 đến 39.000 đồng. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 75.000 đến 80.000 đồng. Sầu riêng thái mua xô từ 69.000 đến 73.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm thông tin. Xin kính chào và hẹn gặp lại.